chào các bạn. Tiếp tục hôm nay thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn một số mẫu xe nữa nha các bạn. Vì số lượng xe cũng còn khá là nhiều nên là mình cũng làm một cái video ngắn thôi, chủ yếu là để giới thiệu cho các bạn để cho các bạn nhớ. Và ở đây thì bên shop thì cũng có đầy đủ hết nha các bạn, có đầy đủ hết các dòng luôn. Tiga, xe số, xe côn, có hai hãng chính đó là hãng Honda và hãng Yamaha nha các bạn. Và bên shop chủ yếu là Tiga thì bên Honda thôi nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ báo giá luôn về cái dòng Honda. Honda thì rất là đa dạng nha các bạn. Rất là đa dạng, từ những chiếc xe mà Tiga từ 8 triệu cho đến vài chục triệu nha các bạn, tùy theo chiếc. Ví dụ như đây là xe 2019 nha các bạn, 2019 giá nó là 27 triệu nha các bạn. 27 triệu. Có những chiếc A Black 8 9 triệu vẫn có nha các bạn. Tùy theo mỗi chiếc và giá cả nó như thế nào thì các bạn tham khảo thôi. Nhưng cái đó thì tùy thuộc vào ở các bạn, tùy theo túi tiền của các bạn nữa. Còn đây là chiếc Quay S Grandpa các bạn. Chiếc này thì giá chỉ có 4 triệu rưỡi thôi nha các bạn. Của Quay Alpha của Honda nha các bạn. Tình trạng của xe này thì còn riêng về phần áo, phần máy, nói chung niền đầm đột còn riêng khoảng 95% nha các bạn. Thì cũng có qua sửa chữa nhưng mà cái máy thì còn riêng, thì sửa chữa như lạch vạch bên ngoài thôi nha các bạn. Thì xe nào cũng hư hết chứ không phải là không hư. Hư thì phải sửa thôi. Thì mà sửa thì ngon lành lại mới bán chứ không phải là xe hư rồi đem đi bán đâu nha các bạn. Vision 16 triệu nha các bạn. Vision 16 triệu. Tình trạng của xe thì rất là đẹp luôn, mà trong video thì nhìn nó không có được đẹp. Còn bên ngoài thì nó khá là đẹp. Dàn áo sáng bóng, đẹp. Máy móc thì êm, chưa có bung cái gì cả. Dàn áo cũng chưa có tháo ra bung gì hết, mới có vệ sinh lọc gió rồi thôi nha các bạn. Thêm một chiếc nữa, nó cũng giống như chiếc hồi nãy nhưng mà nó khác nhau nha các bạn. Nó khác nhau chứ không phải là giống nhau đâu nha. Chiếc này thì nó rẻ hơn chiếc hồi nãy. Chiếc này thì chỉ có 22 triệu thôi các bạn. Xe đã sử dụng rồi nha các bạn. Các bạn nhìn thấy bao bọc đồ cẩn thận chứ, nó là xe đã sử dụng rồi chứ không phải là xe mới đâu nha. Xe mới thì nó lại khác nữa. Có nhiều bạn thì nói là không thấy cái đường link của Facebook đâu hết, của shop đâu hết. Thì các bạn vào cái phần giới thiệu nha các bạn. Ở đó thì có cái đường link của cái Facebook á. Thì các bạn bấm trực tiếp vào đó để chúng ta liên hệ qua cho shop. Rồi sau đó các bạn muốn mua xe gì thì các bạn nói shop, thì shop sẽ gửi cho các bạn hàng loạt xe. Các bạn thích chiếc nào thì shop sẽ gửi chi tiết cái chiếc xe đó để cho các bạn tham khảo. Các bạn cảm thấy được thì các bạn mua, mà không được thì thôi nha các bạn, không có mất mát gì cả. Bên shop thì cũng ship hết cho các bạn nhận xe, kiểm tra xe, thanh toán, không có cọc nha các bạn. Rất là rõ ràng nha các bạn. LED thì 13 triệu nha các bạn, LED 13 triệu. Thêm một chiếc nữa, nó cũng giống như hai chiếc hồi nãy nhưng mà nó vẫn khác chứ không phải là giống. Nó khác, chiếc này thì 25 triệu, 25 triệu nha các bạn. Thì tình trạng của nó thì còn nguyên riêng hết tất cả còn riêng, cũng được xe cũng được bao bọc, bảo hiểm đồ rất là kỹ càng, ngay cả cái yên cũng được bọc nhựa bóng đồ cho nó khỏi bụi với lại nó khỏi rách nha các bạn. Đây là những chiếc xe để trong kho, nói chung là để lâu các bạn, thì cái yên nó hay bị mục, tại vì mấy cái đồ nhựa kia thì không sao, nhưng mà cái yên nó hay mục nha các bạn, nên là shop bao bọc rất là cẩn thận luôn. Cũng còn rất rất là nhiều xe khác nữa nha các bạn, nhưng mà vì là xe số lượng xe còn nhiều quá nên là mình cũng làm tới đây thôi. Rồi mình cũng chúc các bạn là chọn được chiếc xe vừa ấy nha các bạn, nhớ chia sẻ video để shop bán được xe với nha các bạn. Cảm ơn các bạn luôn nha.